cứ mỗi lần sang nhà bà nhìn cái cảnh mấy mẹ con bà cháu hòa thuận đầm ấm, tôi thèm lắm. Từ ngày bà nhà tôi mất đi, hay ông bảo vợ chồng thằng Phong sang ở với ông, hoặc là ông chuyển sang ở với chúng nó, ở với con vẫn hơn ông ạ. Cha mẹ nuôi con đúng là bằng trời bằng bể, nhưng mà tôi sang ở với vợ chồng nó, nó nuôi tôi được một ngày, nó biêu diếu khắp thiên hạ, xấu hổ lắm. Cha mẹ cũng có phúc phần của cha mẹ, con cái có phúc phần của con cái, nhưng mà cái phúc phần của cha mẹ là con cái phải hiếu thuận. Có phải không bà? Trả tiền là khi nhau đấy. Chẳng nhẽ chị không có tiền mời em ăn phở à? Nhưng mà chị với em cũng chỉ mới biết sơ sơ thôi mà. Thôi chị cầm giúp em đi. Không, cứ thích cho chẩu nợ đấy. Không nợ ân tình, đời không nể. Thế nhá. Em không thích nợ, càng không phải một đứa nhóc dễ dụ đâu. Chị đừng tưởng bở. Ok, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Vợ chồng phải ở với nhau trong lúc khó khăn, đến lúc mà khá giả được một chút thì bà ấy lại bỏ bố con tao bà ấy đi. Mà số bà ấy khổ lắm mày ạ. 10 lần dỗ thì 9 lần con cái nó chả buồn về, hoặc là nó về chốc lát rồi nó lại đi. Cuối cùng cũng vẫn lủi thủi một cái thân già. Nếu mà bác cương quyết yêu cầu thì anh chị cũng phải về chứ ạ. Tao cũng chả yêu cầu. Có mấy lần tao nói bóng nói gió thì cũng có khi là chúng nó hiểu, cũng có khi là nó cố tình không hiểu. Nhưng mà tao thấy tuổi trẻ của chúng mày bây giờ sống nó bạc lắm, không như thời của chúng tao. Con bác thế thôi chứ. Đừng làm gì để xấu mặt bố. Mày trả cho bác bao nhiêu? Đóng giả bố mày á là phải trẻ, phải ngon, người ta mới tin chứ. Ông là? Dạ đây là phụ huynh của cháu Hoàng. Tôi là phụ huynh của cháu Dũng. Tôi tên là Hoàng. Thì ok bác. Bác ô tô. Bác sợ đối diện với sự bất nhân, với sự vô cảm của con người. Trên đời này cái gì mà đã qua rồi ấy thì mình có vớt lại được gì đâu. Cứ vui vẻ mà sống bác ạ. Cái thằng trẻ danh này đi dạy khôn ông già.